Nhà sẽ cho cả nhà xem, đây là cái hồ của nhà Đen đã từng lắp nè. Và hôm nay Đen cũng là đi giao bạt luôn, thì tiện đi ngang qua đây cho cả nhà xem hồ nè. Trời ơi, và đây cho cả nhà xem cái view. View này bay dù lượn của đạ tẻ. Và chắc hẳn ai vô trong đạ tẻ bay dù lượn á thì sẽ nhìn thấy cái hồ này, tại vì nó nằm ngay bên cạnh luôn đó cả nhà ơi. Đó, ở dưới cái xe là khu bay dù lượn rồi, và đây là cái hồ của Đen ngay kế cạnh luôn nè. Chân neo thì sẽ được lắp ve như thế này. Và đây là khu để bay dù lượn này cả nhà. Hôm nay thì Đen đi hơi sớm cho nên là chưa có ai bay hết á. Chứ bình thường là mấy ngày trước á là diễn ra hội thi tổ chức bay dù lượn á. Trời ơi, nhìn ta nói mê luôn á. Hầu như là khu vực Mỹ Đức đã tẻ là những cái hồ to ở đây là Đen đã lắp hết toàn bộ rồi, không có ai vô đây hết á. Hồ này của nhà Đen, và cả nhà có nhìn thấy cái bạt cam cam bên kia không? Hôm qua cũng mới lắp cho cái bạt đó. Hình như là cũng gần 900 mét vuông bạt bên đó đó. Đó, cái chỗ đỉnh cam cam mà. Và đây hồ của Đen, hồ bên trong kia còn nhiều lắm. Và bây giờ tiếp tục đi giao bạt. Chỉ lâu ngày không ăn chắc nữa.